Trong tập trước, trong lúc Long Hạo Thần bị giam trong không gian của Vĩnh Hằng Toàn Luật, Thái Nhi vì để bảo vệ tính mạng của đồng đội mà chấp nhận mất đi lục quan, thi triển sức mạnh luân hồi tiêu diệt ác ma lĩnh chủ. Trong lúc thi triển, nhất thời bị ác ma cấp thấp vây công, may mắn Long Hạo Thần kịp thời xuất hiện, trao cho nàng một nụ hôn nồng choái, hy vọng giúp nàng thoát khỏi phản vệ của luân hồi. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bị Long Hạo Thần hôn môi, cảm giác hơi thở quen thuộc của hắn, thân thể Thái Nhi hơi run rẩy, có phản ứng. Long Hạo Thần nhẹ thở ra, cẩn thận dùng linh lực đem đại hồi linh đan đẩy vào thân thể Thái Nhi, ôm chặt nàng. Long Hạo Thần hốc mắt đỏ rực ướt nước, thân thể hắn kiềm không được run rẩy. Thái Nhi, lần này cô mất đi cái nào trong lục cảm? Có lẽ bởi vì tác dụng của đại hồi linh đan, cũng có lẽ Thái Nhi cảm nhận được tâm ý của Long Hạo Thần. Ngón tay nàng động đậy, Long Hạo Thần vội vàng cầm tay nàng, để ngón tay vẽ trong lòng bàn tay mình. Long Hạo Thần sắc mặt biến tái nhợt, khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác, trong lục cảm, nàng lại mất đi tới bốn cảm. Thái Nhi từng đơn giản cho Long Hạo Thần biết một ít công dụng của luân hồi linh lô, để phát huy ra lực công kích càng mạnh, cần phải bỏ ra càng nhiều. Mất đi tứ cảm đã gần như đem luân hồi linh lô thúc đẩy đến đỉnh. Nếu như kẻ địch mạnh chút, luân hồi linh lô sẽ lấy mất hai cảm còn lại của nàng, như vậy nàng rất có thể sẽ vĩnh viễn không cách nào hồi phục. Đang lúc Long Hạo Thần trong lòng đau nhức ôm chặt Thái Nhi, không biết làm sao an ủi nàng, thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, ngọn núi đối diện, một đám kỵ binh đại ác ma cưỡi ma mã mộng yểm lao xuống, mục tiêu hướng bên này. Nhìn qua thì số lượng đám kỵ binh đại ác ma khoảng 30 người, tạm thời không thấy rõ thực lực chúng ra sao. Long Hạo Thần trước tiên nhẹ nhàng đặt Thái Nhi xuống đất, sau đó chậm rãi đứng thẳng, chuyển hướng Lý Hinh và Hàn Đạo, các người bảo vệ trong động, còn lại giao cho tôi. Nhìn vẻ mặt Long Hạo Thần, Lý Hinh ngẩn ra, trong hai san ma đoàn, cô quen biết Long Hạo Thần thời gian lâu nhất, nhưng chưa từng thấy biểu tình như vậy ở trên người đệ đệ thiện lương có thể nói là ôn nhu như nước. Lúc này Long Hạo Thần hai mắt đỏ rực, trên người tản ra sát khí lãnh liệt, quang nguyên tố không ổn định dao động xung quanh hắn, ánh mắt sắc bén tràn ngập thị huyết. Thái Nhi sử dụng luân hồi linh lô mang đến tổn thương khiến Long Hạo Thần triệt đề nổi điên, hắn cần phát tiết, dùng máu tươi của kẻ địch tẩy rửa phẫn nộ trong lòng. Chính là đám khốn đỏ, là bọn chúng khiến Thái Nhi của mình cần 7 tháng mới có thể hồi phục bình thường, là chúng, tại chúng. Trong tiếng xé gió, làm vũ, quang phủ dung lần nữa xuất hiện trong tay Long Hạo Thần, ánh sáng lóe lên, thánh linh kiếm cũng hiện ra trong tay trái. Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã rơi trên lưng Long Hạo Thần, sau lưng hắn quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình luôn tận chức trách phóng tụ linh quang hoàn, giúp hắn hồi phục linh lực, mỗi một giây có thể hồi linh lực cao tới 20 điểm. Chỉ giây lát, linh lực của Long Hạo Thần đã hồi phục gần như một nửa, kẻ địch tới ngày càng gần, mà trong động huyệt, Lý Hinh trợn tròn mắt giận dữ trừng Lâm Hâm. Chẳng lẽ cậu là phế vật, ngay cả công kích hỏa cầu thuật cũng làm không được, cậu có biết dịch quân tiêu hao bao nhiêu sức sống mới giam cầm được ác ma lĩnh chủ, nếu không phải Long Hạo Thần đúng lúc trở về, hôm nay chúng ta đều ngã xuống tại đây, cậu thật là ma pháp sư cấp 5 sao, cậu căn bản không xứng làm san ma giả. Khi mọi người đều dốc hết sức lực, chỉ có Lâm Hâm không phát ra công kích, lấy tu vi của y, thời điểm đó có thể liên tục phát ra mấy ma pháp hỏa hệ cường đại, nói không chừng có thể trọng thương ác ma thống lĩnh. Lâm Hâm sắc mặt có chút trắng, không nói lời nào nghe Lý Hinh phẫn nộ chỉ trích. Cậu nói đi, có phải là đàn ông không hả? Cậu khống chế ma lực giỏi vậy, là ma pháp sư cấp 5, vì sao không biết một ma pháp công kích nào? Tôi thật hối hận, khi đó không hết sức ngăn cản Long Hạo Thần. Đủ rồi, Lý Hinh, Hàn Vũ miễn cưỡng gượng đứng dậy. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi đều tụ tập bên cạnh y. Được, tôi cho cô biết, Lâm Hâm gần như gào thét nói. Y bước ra một bước, đi tới trước mặt Hàn Vũ, thân thể kịch liệt run rẩy, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ. Tôi không biết ma pháp công kích, một cái đều không biết. Cô nói đúng, tình huống của tôi không giống Tư Mã Tiên. Anh ta là bởi vì không học được ma pháp trị liệu, mà tôi không phải là không thể học. Chỉ cần tôi muốn, có thể học bất cứ ma pháp hỏa hệ nào trong khả năng. Nhưng mà, tôi không học, không thể học. Hơi tạm dừng một chút, Lâm Hâm trong mắt tràn ngập nước. Cha mẹ tôi, năm đó ở ma pháp thánh điện ưu tú hơn tôi nhiều. Bọn họ dùng gần 30 năm đã thuận lợi đột phá cấp 6, tiến quân tới cấp 7, được tiếng là nhân vật đầu lĩnh tuổi trẻ nhất. Phụ thân tôi am hiểu là các loại ma pháp công kích, vì nghiên cứu ma pháp hỏa hệ cường đại mà nỗ lực cả đời. Có một ngày, ông ấy không ra ngoài nữa. Ông sai sót kích phát hỏa nguyên tố khổng lồ mà mình áp xúc. Lúc đó, mẫu thân mang tôi đi tìm ông. Vì bảo vệ tôi, mẹ dùng thân thể mình chán lực bạo tạc khủng khiếp, cùng cha chết thảm trong trận tai nạn đó. Một năm kia tuy tôi chỉ mới 5 tuổi, nhưng khoảnh khắc hỏa nguyên tố sản sinh sức bạo tạc khủng bố, tôi vĩnh viễn không thể quên. Nếu không tại ma pháp công kích, sao tôi mất đi phụ thân? Nếu không có ma pháp công kích, tôi còn có gia đình hạnh phúc. Tôi không học ma pháp công kích, chính là không muốn nối gót họ. Tôi không muốn có một ngày để đồng bạn và chính tôi chết dưới ma pháp của mình. Từ đó về sau, mặc kệ ông nội ép buộc cỡ nào,
Tôi không chịu học tập bất cứ ma pháp công kích nào cho đến hiện tại, nhưng tôi không phải phế vật, tôi sẽ dùng tất cả năng lực trợ giúp đoàn đội. Nếu có một ngày tình huống cô nói xảy ra, như vậy tôi sẽ chết trước mọi người, dùng thi thể mình chứng minh lời nói hôm nay của tôi. Nói xong câu đó, Lâm Hâm đã khóc không thành tiếng. Hàn Vũ thở dài một tiếng, nhẹ vỗ vai hắn, hướng Lý Hinh nói, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng cô tội tình gì phải xé vết sẹo trong lòng anh ta. Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, sao anh ta có thể không học ma pháp công kích? Chúng tôi không hỏi, không phải vì trong lòng không có nghi hoặc, nhưng chúng tôi chọn tin tưởng đồng bạn của mình. Vĩnh viễn, Lâm Hâm cũng sẽ mãi mãi là một phần trong gian ma đoàn chúng tôi. Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt nhìn chăm chú kỵ binh đại ác ma dần tới gần, sát khí lãnh liệt chưa từng có càng lúc càng mạnh. Cảm giác sau lưng thân thể Thải Nhi mềm mại, lòng hắn quặn đau, hắn chưa từng giống như bây giờ hận cái gì đến vậy. Nhưng đối với đám kỵ binh đại ác ma thì hận đến tận cùng, vì mình, lại là vì mình mà Thải Nhi bị thương trầm trọng như vậy. Cho dù chảy giọt máu cuối cùng, mình tuyệt đối không để chúng thương tổn Thải Nhi một chút, mình phải giết chúng, giết hết tất cả ma tộc. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.